Từ ngày đầu đến học viện đào tạo nhân tài Bảo Phúc, con cảm thấy trí nhớ của mình vẫn chưa được tốt và nhớ con rất là tự ti khi nói chuyện người khác. Nhưng bản thân con chưa có đủ sự kỷ luật để có thể mài giũa rèn luyện bản thân. Nhưng sau khi đến ngày hôm nay học tại học viện thì con đã có thể cải thiện được trí nhớ của mình lên rất tốt. Nhưng mô đun mà cô Quang đã dạy đã giúp con cải thiện bản thân và rèn luyện tính kỷ luật của mình cao hơn. Và khi được cô Quang đã dạy con từng ly từng tí một từng những kỹ năng từ cách đi đứng, cách nằm, cách ngủ và khi thức dậy. Còn trong học tập thì cô Quang đã dạy con những phương pháp học tập giúp con có thể khiến bản thân mình có thể tiếp thu bài học nhiều hơn, giúp bản thân có thể giỏi hơn và phát triển hơn trong việc học tập. Cô Quang đã và cùng với đó cô Quang đã phát triển và nói cho con những tài năng của mình, và sau một thời gian rèn luyện, con đã thực sự thấy mình đã có những tài năng đó. Và trong tương lai tới, cô Quang sẽ hướng dẫn cho con để trở thành một kỷ lục gia. Ban đầu con vẫn chưa tin vào lời nói, nhưng bây giờ càng ngày con càng tin vào lời nói của cô rằng mình có thể trở thành một kỷ lục gia của Việt Nam. Con rất tự hào và biết ơn ba mẹ. Cùng với đó là cô Quang đã chỉ dạy và hướng dẫn cho con từng chút một. Đến bây giờ con có được ngày hôm nay cũng đều nhờ thầy cô và cha mẹ đã giúp con. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì đã giúp đỡ con trên hành trình cuộc đời của con.